Hello mọi người đã đến với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật được những video về làm vườn. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem một cái mô hình là trồng rau mùng tơi nè, cũng như là mình sẽ trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận trong kênh của mình về cái chủ đề là trồng mùng tơi ha. Rồi một bạn tên là Nguyên Dương nè, thì bạn này bạn có hỏi mình á, là gieo cái hạt mùng tơi được 2 ngày rồi nhưng mà cây nó còn yếu quá, mình có cần rắc thêm một cái lớp phân mùn cho nó hay không? Thì ở đây á, khi mà bạn mà mua cái hạt giống về á, thì bạn là ngâm nước cho mình đâu khoảng đâu là 4 đến 5 tiếng ha. Rồi sau đó thì bạn sẽ ươm vào cái đất sạch mà mình đã chuẩn bị sẵn. Thì nếu như là bạn thấy mà nó yếu á, thì bạn có thể là bạn thêm cho nó một cái phần đất mùn ha, để cho cây của mình nó phát triển tốt. Rồi một bạn tên là Trần Nguyên Trinh ha, thì bạn này bạn hỏi mình á, là cây của bạn là được 2 cái lá đài rồi mà cây nó rất là yếu luôn, thì bây giờ mình phải làm sao? Thì ở đây thì bạn có thể là tưới cái thằng DAP cộng với thằng kích rễ ha, để cho cây của mình là nó có cái lượng đạm để cho nó phát triển mạnh nha các bạn. Một bạn tên là Tú Nguyễn nè, thì bạn này bạn hỏi mình là trồng cái rau mùng tơi hoàn toàn ở trong cái bóng râm luôn thì cây của mình là nó có phát triển hay không? Thì cây của mình là nó vẫn là phát triển nha bạn, nhưng mà nó sẽ không bằng là mình trồng ở ngoài nắng đâu nha bạn ha. Một bạn tên là Hoài Nguyễn ha, bạn này bạn hỏi mình á, nếu như là mình mua cái hạt giống về mà mình không ngâm 3 đến 4 tiếng á, thì khoảng bao lâu á, thì cái hạt giống mùng tơi của mình thì nó mới nảy mầm? Thì thông thường sẽ từ là 10 cho đến là 15 ngày nha các bạn ha, nó rất là lâu luôn. Còn nếu như là các bạn mà ngâm á, thì nó khoảng đâu là 4 đến 5 bữa là nó đã lên rồi. Bạn Trinh Nguyễn bạn hỏi mình á, nếu như là bạn mua hạt giống mà bạn về bạn ngâm với nước lạnh nó có được hay không? Thì ở đây thì bạn là nên ngâm bằng cái nước ấm nha các bạn ha, khoảng đâu là 30 độ C là được rồi, không nên là ngâm nước lạnh ha. Ngâm nước lạnh cũng được nó, nhưng mà nó có thời gian nó rất là lâu. Bạn Nguyễn Huyền Trang nè, bạn này bạn hỏi mình á, là nếu như là mà mua hạt giống về mà chúng ta không ngâm mà mình găm thẳng xuống đất luôn thì nó có lên hay không? Thì vẫn là lên nha các bạn ha, như câu hỏi trước là khoảng đâu là 10 đến 15 ngày thì nó sẽ lên nha. Một bạn tên là Long Hà ha, bạn này bạn hỏi mình á, là mùng tơi của bạn là được 20 ngày tuổi rồi mà nó mới được có 3 cặp lá thôi, bây giờ mình phun cái thuốc gì để cho cái cây mùng tơi của bạn là mau phát triển? Thì ở đây á, thì bạn có thể là bạn tưới thằng kích rễ cộng với thằng DAP cho cái mùng tơi nha các bạn ha. Và đồng thời thì ở đây thì bạn có thể là bạn xịt dưỡng thằng Atonit để cho nó mà phát triển nha các bạn ha, là được nha. Một bạn tên là Tinh Nguyễn ha, bạn này bạn hỏi mình là bạn trồng mùng tơi mà bị thú gốc thì phải làm sao? Thì trước khi mà bạn trồng cái mùng tơi này các bạn, thì các bạn là nên xử lý đất trước ha. Bạn có thể là bạn sử dụng thằng Ridomin đó các bạn, bạn xịt cho nó ướt trước để mình phòng cái bệnh là lở cổ rễ nha. Về cách mà xử lý mà hiện tại mà nó bị thối gốc với các bạn, thì bạn có thể sử dụng thằng Alias để bạn xịt cho nó nha bạn Tính Nguyễn. Rồi bạn Bùi Văn Tuyên ha, thì bạn này bạn hỏi mình á, là mùng tơi thì mình trồng vào cái mùa mưa có được hay không? Thì là được nha bạn ha. Bạn có thể là bạn trồng vào cái mùa mưa hoặc là mùa nắng là đều được hết, nhưng mà trồng vào mùa mưa thì cái giá của nó thì nó sẽ rẻ nha các bạn ha, tại vì nó rất là nhiều người trồng. Một bạn tên là Hà Nguyễn nè, bạn này bạn hỏi mình á, là mùng tơi của bạn bị đốm lá thì bây giờ mình phải làm sao? Thì đốm lá ở đây các bạn là bạn không có trị được đâu, mà bạn có thể là bạn phòng được. Thì trước đó thì bạn nên là xịt những cái dòng thuốc sâu mà dạng sinh học ha, ví dụ như là water dona này nọ đó, thì nó sẽ phòng được là cái bệnh là đốm lá nha các bạn ha. Còn nếu như là chúng ta không phòng là nó sẽ bị, mà khi mà nó bị đốm lá rồi thì sẽ không có trị được, không rất là khó. Rồi thì câu hỏi của một bạn tên là Đinh Hoàng nè, bạn này bạn hỏi mình là phân thuốc nó như thế nào đối với cái mùng tơi này. Thì mùng tơi này các bạn thì phân thuốc thì nó cũng không có nhiều bằng những loại rau khác đâu. Thì đơn giản là mọi người sẽ sử dụng là thằng DAP nha mọi người ha, hoặc là những cái dòng phân hữu cơ để bạn tưới cho nó ở cái thời gian đầu, mà đến khi mà nó bự các bạn, nó ra được những cái chèo đó, thì bạn có thể là bạn tưới cái thằng phân là 20-15 để bạn thúc cho nó là được rồi, nó rất là đơn giản thôi. Còn về thuốc á, thì ở đây thì mọi người có thể sử dụng cái thuốc sinh học để bạn xịt ở trên cái mùng tơi của mình là nó rất là hiệu quả so với những cái dòng thuốc mà hóa học ha. Bạn Nguyễn Chiên nè, bạn này bạn hỏi mình á, mua cái mùng tơi thân mập á, thì mua ở đâu? Thì bạn có thể bạn lên Shopee bạn mua ha, hoặc là Lazada đều có bán nha các bạn ha. Nhưng mà bạn phải chọn những cái shop mà nó có cái thương hiệu á, thì bạn nên mua ha, shop yêu thích á. Một bạn tên là Thủy ha, bạn này bạn hỏi mình á, là khi mà mình thu hoạch cái mùng tơi này thì nó như thế nào? Thì ở đây thì nó sẽ có hai hình thức ha, nếu như là bạn nhổ bạn bán á là cũng vẫn được ha, hoặc là bạn có thể là bạn cắt ngang, có nghĩa là bạn sẽ dùng một cái dao sắt á các bạn, bạn sắt ngang cho nó ở dưới gốc, và cái lần sau mà mọi người rải phân thì nó cũng vẫn là lên ha. Rồi thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho mọi người một số kinh nghiệm của mình như vậy ha. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình, cũng như là có câu hỏi gì thì cứ bình luận bên dưới video đi. Thì rảnh thì mình sẽ làm video mình rep hết cho mọi người ha. Hiện tại thì mình đang trồng bầu với bí nha mọi người, và một số loại rau màu khác nữa. Rồi mình cũng xin được là mến chào.